Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Quang ghé thăm nhà của chú Năm Sầu Riêng nha. Đó, để thăm vườn chú Năm Sầu Riêng để chia sẻ lên cho quý cô chú anh chị và các bạn được biết nha. Đó, thì hôm bữa là chú Năm Sầu Riêng đã thu hoạch xong hết rồi nên là vườn sầu riêng không còn trái nữa nè. Đó. Ừ, này gặp chú Năm Sầu Riêng nhà. Chào chú Năm. Đó, này gặp chú Năm ở nhà nha. Ờ, chào chú Năm. Ừ. À, đây là ai chú Năm? Đây là bạn. Bạn chú Năm ha. À, chào mấy anh em YouTube và mấy chị em trong ngoài nước là nhiều sức khỏe làm ăn phát tài. Một lời chào thân thương nhất. Rồi. Rồi xin chào. Rồi vườn sầu riêng mình năm nay là thắng lợi không chú Năm? Được, là vườn sầu riêng năm nay là ok. Thắng lợi ha. Cũng thắng lợi. Rồi mình chú cháu mình ngồi nói chuyện chơi chú Năm ơi. Rồi ok. Đây là bạn của chú Năm ha. Bạn của chú Năm mà muốn kiếm một cái là kiếm là vậy là, bạn của chú Năm cũng muốn kiếm mà kiếm mà làm một cái mảnh ghép sau này đặng là kiếm vợ đó. Muốn kiếm vợ luôn hả? Ơi. Tức là vậy là anh vậy giờ chú giới thiệu về mình luôn cho khán giả biết đi chú. Giới thiệu luôn đi. Đây là tên Nguyễn Nhân Cường. Đúng rồi, chú là Nguyễn Nhân Cường ha. Mình là ở, năm nay. Chú ở địa chỉ ở đâu? Tỉnh Hậu Giang, giáp với Cần Thơ ở 1000. 1000 ha. Mình năm nay là nhiêu tuổi rồi chú? Năm nay mình sinh năm 1968. 68 ha. 56 tuổi. 56 tuổi ha. Tình trạng hôn nhân của mình là như thế nào chú? Tình trạng hôn nhân thì mình thôi vợ mình năm nay cũng hồi năm 2011. Cho đến nay cũng là 13 năm rồi. 13 năm rồi ha. Mình được mấy đứa cháu, người cha mấy đứa con rồi chú? Được 4 con, 3 gái, 1 trai mà giờ có chồng, có vợ, có gia đình đầy đủ hết trơn rồi. Có gia đình đầy đủ hết trơn rồi ha. Mình muốn lên chương trình để kết nối yêu thương rồi con cái nó có đồng ý không? Có. Còn nó cũng nhiều khi nó cũng nói thôi giờ cha có nên cũng buồn rồi cha nhắm coi ai được làm bạn với cha thì để cha kiếm để sau này cho cũng như là có chán đau ốm có với nhau và nấu cháo hay là mua thuốc đồ tâm sự với nhau cũng rồi cho nó đỡ buồn. Thì chú chia tay với vợ là bao nhiêu năm rồi? 13 năm rồi. 13 năm rồi, ha. Từ lúc chia tay tới giờ mình có quen ai không? Cũng có quen mà mình quen cũng như đơn sơ coi như là tìm hiểu đi uống nước đồ này kia thôi chứ mình không có để ý những ai hết chứ. Rồi đó hôm nay thì chú muốn lên cái chương trình để kết nối yêu thương tìm một cái người phụ nữ cho phù hợp với mình ha. Thì cái tiêu chí của chú là như thế nào, cái người phụ nữ là như thế nào? Coi như mình cũng lựa người đó có một cái đức hậu và thật tình và đâu đi ra đó là một đường chính chính. Rồi mình thấy những cái gì mà đau khổ cực khổ là mình phải cũng chia sẻ với nhau và cùng làm cùng sống thì chú cũng mơ ước là được người vợ biết có đạo đức và hiền hậu và biết thương chồng rồi lo lắng là chú cũng mong cho có người là để tâm sự với mình vì là mình cũng thương vợ dữ lắm. Rồi mình có cho vợ ở nhà làm lặt vặt ở nhà thôi còn ngoài ra cái gì nặng nhọc rồi mình phải làm hết. Chú cũng hứa mà các em nào mà có duyên nợ mà với mình thì mình cũng hết mình thương là còn nữa mảnh đời còn lại. Và hai nữa sau này mà có những tiền tài phản gì đó thì mình giao hết lại cho vợ. Bởi vì mình phải sống thật tình với nhau. Còn hiện giờ thì mình làm công việc gì chú? Hiện giờ thì chú làm một cái công việc tự do, ai kêu cái gì là mình làm cái đó. Rồi mình có sống ở nhà không hay là mình sống ở đâu chú? Không có sống nhà. Cũng như là bây giờ chú có chia tay với vợ là mình đi giờ con nó cũng ở bên chồng luôn hết rồi. Cũng như bây giờ mình muốn kiếm một cái người phụ nữ là mình sẽ về ở rể hả? Ở gái thì cái người phụ nữ nào mà có nhà rồi hai nữa có cũng như công chuyện bằng kẻ như công người thế việc đó. Công chuyện bằng không hết mình đi vô đó mình phụ giúp để
hợp tình hợp lý, mình vô mình làm cùng sống với nhau. Thì bây giờ là chú lên tìm một nửa yêu thương để là mình giờ thì chú cũng không có nhà cửa ha. Ai mà muốn cũng như là có nơi để ở thì chú sẽ vô để chú ở, rồi mình sẽ phụ giúp công việc gia đình. Với chú cũng mấy năm nay cũng dành dụm được một số vốn, số vốn nhỏ nhỏ cũng được vài chục. Ý nói bây giờ chú cũng có vốn thì mình sẽ về với cái người đó rồi mình sẽ hùng nhau rồi để mà làm. Ví dụ như là cái người phụ nữ chú cần đó là khoảng tầm bao nhiêu tuổi là vừa? Mình đó thì 56 tuổi thì mình cũng kiếm một người vợ thì cũng cỡ bốn, nhỏ nhất thì từ 45 tuổi trở lên gần 52 đi. Rồi giờ mình thương vợ là phải bế con. Rồi còn những cái duyên thì mình đi chỗ nào cũng được chứ mình không có phân biệt về miền nào. Chỗ nào đúng duyên đúng nợ của mình là mình phải đi lại đó. Tức là xa quá đó được không? Được ở miền ngoài được không? Tại vì cái nào mà hợp tình hợp với mình là lỡ quay đây có bà nào bên Mỹ mà rước rồi đi không? Thì cái đó cũng như là hên xui, phải duyên phải nợ là cũng vẫn đi bình thường luôn. Tại thấy chú còn phong độ quá nè. Lỡ coi chừng lên kiếm bà bên Mỹ nào bà rước cái lúc đó có đi qua bển không nghe. Chịu không? Đi à, chịu à. Chịu ha. Vì phải duyên phải nợ của mình à. Mình bây giờ mình đâu có phân biệt cái vùng nào được. Thì ở đây chú cũng cầu trên quan phạm và tất cả cộng đồng trong nước và ngoài nước cũng ở đây Cường cũng buồn và đau khổ là không có vợ con gì, mình tính là không có còn thêm một bước nữa mà mình thấy là tuổi già của mình càng ngày càng lớn để mình bước thêm bước rằng sau này có bạn hữu ý với nhau, những chén nước chén cơm chén cháo đồ cũng có cái tình nghĩa với nhau chung sống cho trọn đời. Chú cần cái người đó khoảng từ nhiêu tuổi đến nhiêu tuổi là phù hợp với chú? Bây giờ mà thì mình nói thì mình chọn thì cũng thấy cũng không có được. Mà bây giờ rồi đấy tùy đi, tùy những cái duyên phận đi tới rồi mình nói. Cũng như mình phải nói cho ví dụ như mấy cái cô mấy cái chị gì đó phù hợp tuổi mà mình mới thích chú được, chứ lỡ cái bà giống như bà 75 tuổi rồi sao đây? Lúc đó là mất công á, phải không? Thôi vậy chú cũng chọn là từ 45 tới 52 tuổi chứ. 52 ha, chú năm mấy? 56 rồi. Chú 56 ha. À là có cái tuổi cũng tương đương bằng mình cũng được. 54, 55 cũng được. Nói chung một cái duyên số này rồi mình đâu có phân biệt được. Và chị cũng chúc cho mấy cái kênh của Quang Phạm cũng giúp đỡ cũng như mấy người cũng như chú là cũng như là gãy nhịp cầu để mình kết nối đi lại, và mà mình làm càng ngày càng phát triển, làm đâu là được đó, vạn sự như ý. Vợ chồng hạnh phúc mà ăn nảy nở càng tiến bộ nhiều hơn. Thì cũng mong là có cái clip này đưa lên thì sẽ có cái người nào đó phù hợp với chú để mà sẽ kết nối với chú. Thì hôm nay thì Quang cũng có đến nhà của chú Năm nè, thăm chú Năm, mà sẵn chú Năm giới thiệu luôn. Chú Năm lại đây giới thiệu cho mong có một cô nào chị nào đó phái mà bạn của chú Năm không? Bây giờ cũng như là mà đây là bạn, cũng như là bạn là anh em. Bây giờ lên đây thì bây giờ bạn anh em cũng ở nhà tôi vậy đó, là cũng như kiếm một cái gia đình như kiếm vợ. Là cũng như ở ghế đó, nói thẳng ra luôn đi. Ở ghế luôn. Thấy không? Bây giờ là cũng như là chị em là muốn kết với em tôi thì là ký kết. Đó, vậy đó. Lỡ không kết em tôi kết tôi luôn. Lỡ kết em tôi không kết mà kết tôi đó. Cũng chẳng được. Chẳng được thôi, đâu có gì. Bởi vì mình không có vợ. Nó nói vậy chứ người nào ra người đó hết chú Năm, đâu có lộn xộn gì được. Thì chú Năm là hôm nay là lên là mà
kiếm kiếm vợ giùm bạn luôn mới ghê chứ. Chị dâm chị kỹ cái tôi mà. Cái gì mình giúp không được chứ. Bạn 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 với nhau lâu chưa chú Năm với chú tên gì cũng quên hả? Cường. Chú Cường. Cường này cũng coi lên YouTube mới biết tôi á. Dạ. Cũng coi trên YouTube á. Mà tôi đi lên đi tới đâu người ta cũng biết tôi hết trơn rồi. Dạ. Đi tới chỗ nào tôi vô ăn cơm tại này rồi giờ bên này có có quen có quen giống anh nào chầu riêng quá. Phải. Bởi mình lên YouTube coi như là tất cả mọi miền nào cũng đều có hết. Dạ. Rồi thôi thì con cũng mong là sẽ có người nào đó kết hai người luôn nha. Rồi chào khán giả đây. Chào cả nhà nha. Chúc cả nhà là buổi trưa là vui vẻ, sức khỏe, vui vẻ nha. Chào khán giả luôn, chào trong gia đình tất cả. Dạ. Một trong gia đình. Rồi.